Tết là những ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Việt. Người Việt quan niệm rằng đầu xuôi thì đuôi lọt, họ tránh nhận hoặc làm những điều mang ý nghĩa xấu, nên sẽ có rất nhiều hoạt động phải kiêng trong những ngày đầu năm. Và việc tặng quà cũng vậy, kiêng tặng quà ngày Tết với những món quà mang ý nghĩa không hay như trước đây, bạn cần lưu ý. Kiêng tặng quà Tết với những món đồ vật, quần áo có màu đen hoặc trắng. Theo quan niệm của nhiều người, màu trắng và đen là hai màu không may mắn, đem lại sự xua rủi, tang tóc. Vì vậy, những ngày lễ Tết, bạn cũng nên hạn chế tặng những món quà này cho người thân. Đồng hồ cũng là vật bạn nên kiêng tặng quà ngày Tết. Nhiều người cho rằng, khi được tặng đồng hồ, thì khi đồng hồ chết máy cũng là lúc phận mạng của người nhận sắp hết. Bên cạnh đó, một số người còn cho rằng, đồng hồ tượng trưng cho thời gian. Nếu nhận được món quà này, thì thời gian của họ sắp kết thúc. Mèo là con vật mà bạn nên cực kỳ kiêng kỵ khi mang ra ngoài vào ngày Tết. Người Việt thường cho rằng mèo là điềm gở, mèo hoang vào nhà ở là điềm chẳng lành. Vì vậy, dù chú mèo rất là dễ thương thì bạn cũng không nên tặng mèo trong dịp lễ Tết. Tiếng kêu meo meo của mèo thường làm người ta liên tưởng đến chữ nghèo hoặc điều xui xẻo. Dao, kéo, kim chỉ, bộ dao nĩa sang trọng có thể được tặng vào những ngày thường, nhưng vào ngày Tết thì không nên. Nhiều người cho rằng dao, kéo, kim chỉ có thể mang lại niềm xui xẻo, gây bất hòa, xung khắc trong gia đình nếu được tặng. Ông bà ta có câu, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Do đó, bạn nên lựa chọn thật kỹ càng những món quà tặng cho người thân trong dịp Tết để tránh gây ra hiểu lầm, buồn phiền cho người được tặng. Cho và nhận cũng là một nét văn hóa. Hãy là người tặng quà thông minh, tinh tế nhé!